Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vương Đình Huệ xua quân soi Quảng Ninh, sân sau của Phạm Minh Chính lại một phen khổ sở. Sau Tết Nguyên đán, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã có rất nhiều hoạt động quan trọng với tỉnh Quảng Ninh, tỉnh mà ông đã từng là bí thư tỉnh ủy giai đoạn 2011 cho đến năm 2015. Đầu tiên là vào ngày 12 tháng 2, ông Phạm Minh Chính đã vội vã đến Quảng Ninh sau khi kết thúc chuyến thăm hai nước Đông Nam Á. Ông Chính đã họp chỉ đạo tỉnh Quảng Ninh về tình hình phát triển kinh tế, xã hội. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Chuyến đi này rất hùng hậu. Ông Phạm Minh Chính kéo theo ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động và Thương binh Xã hội, ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 10 ngày sau, ông Phạm Minh Chính lại gặp Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hải Nam của Trung Quốc, Thẩm Hiểu Minh. Trong cuộc gặp này, ông Phạm Minh Chính có bàn với ông Thẩm Hiểu Minh về vấn đề hợp tác đầu tư và phát triển cho tỉnh Quảng Ninh. Những động thái như vậy không khỏi khiến dư luận nghi ngờ là ông Phạm Minh Chính đang gia cố thành trì ngay tại Quảng Ninh. Bởi như bản tin trước, tờ Thời báo.d đã có phân tích, Quảng Ninh vững thì sự nghiệp chính trị của ông Phạm Minh Chính cũng vững. Bởi tại Quảng Ninh, ông Tô Lâm đang phối hợp với ông Đinh Văn Nơi chờ bắt quá mạnh các quan chức ở đây. Ông Nơi dường như không ngán ngại bất kỳ người nào, dù cho người đó có quen biết lớn cỡ nào. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ. Một bạn đọc đang là công an dưới chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam cho Thời báo.d biết ông Đinh Văn Nơi có ưu điểm là cho điều tra rất kỹ, rất bài bản và tiến hành rất bí mật. Ông Nơi không như các tướng công an khác, có khi hồ đồ bắt trước rồi khai thác sau, nhưng ông Nơi thì khác, cho điều tra kỹ trước đã. Khi đã có đủ cơ sở chặt chẽ thì ông cho tóm gọn. Một khi ông Đinh Văn Nơi tóm là không thể chạy tội và cũng không thể chối tội. Vì thế tỷ lệ phá án thành công của ông này vượt hơn hẳn các tướng công an khác. Đó là điểm mạnh của ông Đinh Văn Nơi, và ông Tô Lâm đã chộp ngay ông này đưa ra Quảng Ninh để đánh những án rất khó, mà đặc biệt là những án có liên quan tới lợi ích nhóm. Việc ông Đinh Văn Nơi ở tại Quảng Ninh khiến cho phe ông Vương Đình Huệ vui mừng. Tuy nhiên, không phải vụ án nào ông Đinh Văn Nơi cũng hột được, đặc biệt là vụ án IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại Quảng Ninh đang dẫm chân tại chỗ, mặc dù có hỗ trợ rất lớn của ông Đinh Văn Nơi. Đất Quảng Ninh không phải dễ đối phó, đặc biệt là những ngày gần đây ông Phạm Minh Chính chú ý đặc biệt đến khu vực này. Chiều ngày 23 tháng 2, ông Vương Đình Huệ đã cử đoàn giám sát của Quốc hội do ông Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, làm trưởng đoàn đã đến tỉnh Quảng Ninh thực hiện vai trò giám sát. Công tác giám sát kiểm tra gồm các nội dung như công tác huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ quốc phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh này. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ cho chăm sóc rất kỹ tại Quảng Ninh. Điều đặc biệt là những ngày gần đây, ông Phạm Minh Chính đã tỏ ra quan tâm rất lớn đối với tỉnh Quảng Ninh, nơi mà ông đã từng là bí thư tỉnh ủy. Rồi thêm vào đó, ông Vương Đình Huệ cũng quan tâm đặc biệt tới địa phương này. Rất ít khi thấy ông Vương Đình Huệ cử phái đoàn Quốc hội đến tỉnh kiểm tra. Lần này thì ông Vương Đình Huệ đã chăm sóc quá kỹ cho tỉnh này rồi. Ý sao đây, mọi người cần suy nghĩ. Vào ngày 27 tháng 2 tới đây, Trung ương Đảng sẽ họp bất thường về công tác nhân sự. Vẫn chưa có thông báo tin gì về số phận chính trị của ông Phạm Minh Chính. Cho đến giờ phút này, ghế thủ tướng được cho là đang còn trụ tốt. Tuy nhiên, với việc Bộ Công an và Quốc hội chăm sóc kỹ tỉnh Quảng Ninh, thì ông Phạm Minh Chính khó mà yên ổn điều hành nền kinh tế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d với bản tin Huệ Vương xua quân soi Quảng Ninh, sân sau của Thủ tướng Chính lại một phen khổ sở. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bà Đào Hồng Lan đang đuối, bóng ma Nguyễn Thanh Long đang lẩn vẩn. Khi bà Đào Hồng Lan, một người không có chuyên môn của ngành y, nắm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, thì đã xuất hiện rất nhiều ý kiến bào chữa rằng bà làm công tác quản lý không cần phải là người có chuyên môn ngành y mới quản lý được. Điều này cũng không phải là không có lý, khi mà không ít nhà quản lý ngành không có chuyên môn ngành đó. Cũng có giám đốc bệnh viện thì học quản lý trị kinh doanh mà không phải là bác sĩ. Thực ra thì dù làm công tác quản lý mà nếu không biết tính đặc thù của ngành cũng rất khó mà thành công. Ông Nguyễn Thanh Long là người có chuyên môn của ngành y mà đã để cho Bộ Y tế thối nát đến tột cùng. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến cũng không khá hơn. Tuy nhiên, đấy có phải là nguyên nhân là người có chuyên môn ngành y quản lý ngành y kém hơn người có chuyên môn quản trị hay không? Chưa chắc. Đây là hình ảnh Hà Tĩnh sai phạm mua thiết bị y tế. Mới đây, báo cáo của Thanh tra Chính phủ nêu lên, tỉnh Hà Tĩnh có 100% gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế bị vi phạm. Vào ngày 23 tháng 2, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã có báo cáo gửi Bộ Y tế về những khó khăn vướng mắc khi thực hiện nghị quyết 144 của Chính phủ. Theo đó, Bệnh viện Chợ Rẫy hiện gặp rất nhiều khó khăn trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất. Đây là tiêu cực cũ từ thời ông Nguyễn Thanh Long, nhưng đến nay nó vẫn cứ lẩn vẩn hiện lên trở lại dưới thời bà Đào Hồng Lan. Như vậy là khi Bộ Y tế xảy ra tiêu cực, người ta đổ lỗi cho các nhà quản trị ngành y không có chuyên môn quản lý. Khi đổi một bà bộ trưởng có chuyên môn quản lý mà thiếu chuyên môn ngành y thì tiêu cực vẫn lặp lại. Vậy nguyên nhân là do đâu? Câu hỏi được đặt ra. Thực ra ngành y tế của Việt Nam đã bị virus tham nhũng ăn vào tận xương tận tủy từ nhiều năm nay. Vì thế không một cá nhân nào mà có thể gỡ ra cho được. Tràn lan những quan chức biển thủ làm giàu, ngày nay thầy thuốc cũng chạy đua theo xã hội, vứt bỏ lương tâm mà chạy theo đồng tiền. Tất nhiên, vẫn có những thầy thuốc chân chính, nhưng số này không nhiều. Đây là hình ảnh bệnh viện Chợ Rẫy lại có vấn đề lớn. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Bắt đầu từ Đảng Cộng sản Việt Nam, nơi đây đã sản sinh ra hàng hà sa số, sâu gọc, sâu chúa, tranh nhau xà xẻo của công, tranh nhau tham ô để tư lợi vào túi riêng. Thì Bộ Y tế hay quan chức nào khác trong bộ này làm sao trạch ra khỏi quỹ đạo chung của nó? Ông Nguyễn Thanh Long học tới tiến sĩ, làm sao ông không hiểu tham ô là phạm pháp? Tham ô là vô đạo đức, nhưng ông ta vẫn làm với cái kết là bị bắt giam. Với tình trạng tiêu cực từ thời Nguyễn Thanh Long hiện nay, thì điều đó cho thấy bà Đào Hồng Lan bây giờ đang đuối trước nhiệm vụ mới. Còn nhớ khi mới về làm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Đào Hồng Lan đã kéo ông Phạm Minh Chính vào gỡ các nút thắt thời ông Nguyễn Thanh Long để lại. Lúc đầu bà làm như thế cũng là dễ hiểu, phần thì bà mới về, phần bà cần tìm hiểu thêm một số tính đặc thù của ngành y để mà nắm bắt. Tuy nhiên đến nay là thời gian đã đủ lâu để bà Đào Hồng Lan phải tự giải quyết vấn đề của mình. Bộ Y tế là một cái cạm bẫy rất lớn, nó nghiền nát bất kỳ một bộ trưởng nào bởi những vấn đề của nó là căn bệnh ung thư khó chữa, không thể nào lành cho được. Cho dù có đưa đến chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Y tế một nhà quản trị đại tài thì e là người đó vẫn không thể làm gì được dưới sự thối nát của chế độ. Đây là hình ảnh bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam. Làm bí thư tỉnh là làm vua một địa phương. Bên dưới có nhiều quản lý, đầu ngành, họ thay mặt lãnh đạo tỉnh để điều hành. Nếu tốt thì lãnh đạo hưởng tiếng thơm, nếu không tốt thì lãnh đạo có thể có lỗi. Trong khi đó, quản lý ngành y trên cả một lãnh thổ rộng lớn của Việt Nam, nó quá lớn để mà có thể quản lý, nó quá khó đứng một tay ngang với bà Đào Hồng Lan. Nắm Bộ Y tế là chấp nhận rủi ro, giáng đến hết nhiệm kỳ thì có thể nói rằng như thế đã là quá thành công với bà Đào Hồng Lan. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin bà Đào Hồng Lan đang đuối, bóng ma Nguyễn Thanh Long đang lẩn vẩn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de